Xin chào buổi sáng các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị và các bạn một buổi sáng tràn đầy niềm vui và đặc biệt là một tháng mới rực rỡ, thành công, an toàn, khỏe mạnh. Hôm nay mùng 1 tháng 7 âm lịch các anh chị ạ. Lịch dương thì nó là mùng 8 tháng 8. Đấy thì mùng 1 tháng 7 là có nghĩa là sau một tháng táo của anh em chúng em khoanh gốc này. Đấy, táo Đài Loan, táo xuân khoanh gốc này. Còn Đài Loan thì khoanh sau nhé. Đấy, Đài Loan thì những cái đám dưới kia. Đấy, những đám dưới kia khoanh sau. Thì ở trong clip mà em cũng đã hướng, có một clip mà táo Đài Loan khoanh hay không khoanh đúng không nhỉ, em cũng đã up lên đúng không nhỉ. Đấy thì các anh chị có thể tham khảo nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là vậy thì sau một tháng táo xuân khoanh gốc thì cái lượng hoa nó ra thế nào nhé. Và của các anh chị và các bạn táo đã có hoa nhiều chưa. Và thực tế đến thời điểm này thì cây của nó có trở lại xanh trở lại hay chưa không nhỉ. Các lối khoanh, các vành khoanh nó đã liền mạch lại chưa, nó đã ăn má lựa lại chưa, thì chúng ta sẽ cùng đi vào trực tiếp ở những khu này nhé các bác nhé. Đó, đây những cái đám táo, nói chung là hoa bây giờ ra thì đã rất là nhiều rồi các bác ạ. Đấy, hoa rất là nhiều luôn. Đây các bác chị nhìn này, đó đây hoa này. Đó, hoa toàn bộ trên cây này và nhìn thấy hoa cái luôn các anh chị nhé, hoa cái luôn này. Đó, nó không chưa nét lại được. Đây hoa cái đây, hoa cái là nó có nhụy ở trong và có quả luôn nhé, và đỗ ra quả to luôn, lớn ngay luôn. Đấy, khó nét thế nhỉ, không lấy nét được. Đấy, buổi sáng đây các chị nhìn thấy chưa, rõ luôn quả cái luôn nhé. Hoa cái hoa được phân biệt rất là dễ nhỉ. Lượng hoa nó ra thì cực nhiều rồi. Đấy, đó là hoa nhá, hoa ở cây, những cây đầu tiên đúng không nhỉ. Cái lá của nó thì vẫn màu vàng các anh chị nhé, lá của nó màu vàng, các anh chị nhìn có thấy màu vàng không ạ? Màu vàng kiểu màu vàng trắng trắng nhạt nhạt ấy. Còn khi nào cây nó hồi lại thì lá của dưới nó sẽ màu xanh như thế này. Đấy. Còn hiện tại giờ cái cây của nó thì gọi cơ bản mới gọi là bắt đầu hồi thôi. Thì sau khi khoanh thì cái chăm sóc thì nó rất là đơn giản thôi. Bón phân lân kali đúng không nhỉ? Còn nhiều bác thì cũng bón phân chuồng rồi NPK thì rất nhiều loại, tóm lại là tùy thôi đúng không nhỉ. Thứ hai nữa là cái lá của nó nhé. Cái lá ở phía dưới các anh chị ạ, nhìn thấy chưa? Cái lá phía dưới kìa. Đó. Cái lá nó vàng đi và có thể rụng đi rất là nhiều đúng không nhỉ? Thì các anh chị của các anh chị có bị như vậy không nhỉ? Có thì không sao cả nhé, vì cái lượng cái việc mà lá dưới gốc, lá dưới chân nó vàng nó rụng là bình thường thôi. Đấy đó, đây như này này, đấy nó rụng là bình thường nhé, không sao cả, cứ cậy cho nó rụng nhé. Đây còn lượng hoa đây, hoa và lượng hoa cái nhé, và quả luôn nhé, nhìn thấy rõ luôn các anh chị ạ. Đó, đây nhìn thấy rõ luôn, đó rõ luôn nhé. Đấy, quả nó ra vào cái lớp đầu tiên này thì kiểu gì cũng thắng lợi các anh chị ạ, kiểu gì cũng thắng lợi. Đấy, thắng lợi bằng cách đó là gì, đó là ra cái loại quả nó quả to, lớp quả to, quả lớn nhanh và tóm lại là quả chất lượng số 1. Đấy, nói như thế để các anh chị hình dung ra được như vậy nhé. Đấy, nó hoa đã ra rất là đồng loạt rồi. Qua mấy cái ngày nắng nóng vừa rồi thì thực sự là miền Bắc rất là nóng nóng, 38, 39 độ. Anh chị em cũng nhắn tin lên trên hỏi là thực sự là cái việc đậu hoa nó cũng sẽ bị kém đi không nhỉ. Một số mà cây nó khô quá là nó còn bị thui hoa đi, tức là nó bị hoa nó bị vàng đi và nó chết đúng không nhỉ. Và cái việc thụ phấn, thụ phiếc của cây nó cũng sẽ kém đúng không nhỉ, bởi vì thời tiết nó quá là khắc nghiệt vừa rồi, gió nó nóng đúng không nhỉ. Đấy, thì như hôm nay thì buổi sáng hôm nay bây giờ khoảng tầm 6:30-7 giờ thì cảm thấy là thời tiết nó cũng thay đổi hơn này, nó mát mát, cảm thấy là nó nhiều mây hơn các bác. Dự báo thời tiết là còn nắng nốt hôm nay ngày mai nữa. Hôm nay ở miền Bắc, Bắc Giang, Lục Ngạn anh em chúng em vẫn dự báo là 38 độ. Thực sự là mấy hôm vừa rồi thì sợ cái thời tiết. Đấy, anh em ghép cây rồi thì làm công việc nó rất vất vả. Đấy, cái đám trên này của anh ấy thì anh khoanh sau, thành ra cái lượng hoa nó cũng chưa có mấy này các chị nhìn này. Đó, chỉ phân biệt chỉ ngay như là đám trên đám dưới thôi. Đấy, nó khác nhau hơn rất là nhiều luôn. Đấy. Đấy, phía cảng phía trong này thì cái lượng hoa nó ra thì cũng càng nhiều các anh chị nhé, nó phân hóa mạnh lắm và có một số thì nó đã đổ thành quả non rồi các anh chị nhìn này. Đấy, đây là cái quả nửa chiêm đá mùa thì mình không nói rồi, cái quả này nó ra sớm hơn rồi, ra còn tóm lại là còn cái quả này mới là quả mùa chính hãng này các anh chị nhìn này. Nó không nét được ngay nhỉ. Đó, đây, quả này quả mùa này. Đấy, quả mùa này. Đó. Lượng quả nó ra và nó đỗ và lớn ngay. Đây nữa này.
Đấy, đây này, quả chùm luôn nhé. Phía đây nữa này, các chị nhìn này. Đó. Đấy, quả nó ra đến đâu là đỗ đến đấy luôn. Đấy, lượng này rất là sai. Đấy, đây. Đỗ quả hình thành quả luôn rồi. Đấy, còn một số thì nó cũng thực ra là cái lượng quả đầu tiên này nó ra thì rất nhiều luôn, các chị nhìn này. Đó. Đó, đó, nhìn thấy quả luôn. Tóm lại cứ ra là đỗ luôn. Còn cái khi mà nó hoa ra hoa đồng loạt thêm một lượt nữa, đó là cái hoa nó sẽ kéo dài ít nhất tầm khoảng một tháng hoặc hơn một tháng nữa cơ các anh chị ạ. Tức là nó ra còn rất nhiều cái lớp hoa nữa. Đấy, thì khi đó thì cây nó còn vàng chát đến một lớp hoa, gọi là nhìn thấy rõ cơ. Nhưng cái hoa đầu này thì là quan trọng này các anh chị nhìn này. Đấy, toàn hoa là có quả luôn. Và các anh chị nhìn thấy không? Đỗ quả nhìn thấy rõ ngay nhé. Đấy, đây. Đấy, quả này, quả này. Nhìn thấy ngay. Đấy. Thì muốn nói rằng là cái lớp hoa này ra thì nhiều lớp, rất là nhiều lớp hoa, nhưng cái lớp ra hoa quan trọng nhất là lớp hoa đầu, lớp hoa đầu là lớp quan trọng. Đó. Lớp hoa đầu lớp quan trọng. Vậy để xử lý nào được lớp hoa đầu này thì đấy, như anh em chúng em cũng vẫn hay làm đấy, nhỉ. Chứ còn nếu mà ra lớp hoa đầu mà không đạt đúng không nhỉ, thì sẽ ra lớp hoa sau thì quả nó sẽ kém hơn, cái lượng quả to, quả loại 1 nó sẽ ít hơn, đấy, kiểu như vậy các anh chị nhé. Còn hoa thì em xin nhắc lại là nó sẽ kéo dài. Nhiều anh chị hôm qua cũng comment lên bảo bây giờ chưa thấy hoa đúng không nhỉ. Thì em cũng nhắn tin lại là yên tâm, sẽ có hoa đúng không nhỉ, không lo đúng không nhỉ. Quan trọng là ra trước hay ra sau thôi đúng không nhỉ. Bây giờ chưa có thì dăm bữa nửa tháng cũng sẽ có. Nhưng mà kiểu gì thì cái lớp đấy nó cũng sẽ kém hơn lớp này các anh chị nhé. Ê, mùng 1 tháng 7 âm lịch thì đương nhiên là hoa nó ít nhất nó còn rơi vào đến khoảng tháng 8, tháng 9 nó vẫn còn hoa cơ. Mà khi có quả rồi nó vẫn còn ra hoa cơ. Các anh chị hình dung là như này. Cảm giác là lúc ban đầu quả nó rất là lưa thưa nhé. Nhìn quả khi nó bắt đầu có quả, bắt đầu vào quả, nhìn cảm giác rất là lưa thưa. Nhưng mà càng hái thì quả nó lại càng dày. Tức là hái đến cuối cùng, kể cả ra tháng riêng, đến cuối vụ rồi, mà mình lúc cái thu hoạch ấy, mà cảm giác là trên cây vẫn còn quả nguyên như thế, rất là nhiều. Như vậy đương nhiên là nó vừa ra hoa vừa ra quả, vừa ra quả vừa nuôi quả và vừa có hoa các anh chị nhé. Đó. Đấy. Nên là hoa nó ra suốt, còn cái đồng loạt thì đương nhiên là sẽ từ tháng 7 này, bắt đầu từ giữa tháng 6, cuối tháng 6 đến khoảng tầm tháng 8 các anh chị nhé. Đây là đồng loạt lúc nào nó ra nhiều nhất là như vậy. Ôi, bên này của nhà anh hàng xóm này, các bác nhìn này, cái lớp quả chiêm đá mùa này, cái quả chiêm nó ra này, khủng không? Đây, toàn bộ là quả chiêm, đây những này là quả chiêm này, đấy, phân gà đã bón rồi, đây, quả chiêm này. Nó ra sai không? Đây này. Khủng khiếp. Đây, em đi làm lúc mà loanh quanh nha, nó mồ hôi nó ra nhiều không? Vẫn nóng, thực sự là thời tiết là vẫn nóng. Đấy, chỉ hy vọng là một vài ngày nữa thời tiết nó mát lên nhé, nó mát đi thì chăm sóc mọi thứ làm lụng nó cũng đã vất vả, đỡ vất vả. Chứ vừa rồi mấy hôm vừa rồi thực sự nóng, nóng đến dã man luôn các bác ạ. Đây, quả chiêm này. Quả nhiều quả thế chứ nhỉ. Thực sự những cái lớp quả này thì cũng không, nói chung là cũng không tính đâu, để ra chỉ để ăn thôi chứ không bán, mà nó cũng ra ít, đội em cũng để ít, thực sự là và cũng không xử lý cái lớp này nó ra. Đấy, chủ yếu là ra cái lớp nó bé hơn thế này nữa các bác ạ. Đấy, muốn ra là ra cái lớp này này. Đấy, thì đương nhiên là cây nó ra từ gốc đến ngọn luôn, các anh chị nhìn này. Nó ra từ gốc này. Đấy, lên đến ngọn này. Đấy, đây, quả kia. Đấy, quả đây. Quả đây, đây cái lớp này, đấy, thích là thích cái lớp này này, thích cái lớp này cơ. Đây và hoa này nữa này. Đó. Cây này là cây năm thứ 2. Cây này là đây gốc này là gốc năm thứ 2 này các bác này. Đây gốc này là gốc năm thứ 2 nhé. Năm đầu tiên là nó ra bé bằng này và năm thứ 2 đây ra mầm đây. Đó. Đây, quả nó ra trên cây nữa này. Đấy, nó ra nhiều thế chứ. Để chụp mấy thêm chụp mấy kiểu nhé, mấy kiểu ảnh ở đây. Vì là cái lượng quả nó ra. Đấy các bác thấy đấy. Nó ra. Đúng lại là như cây này thì em không nói rồi, bởi cây này thì quả chiêm nó nhiều nhé. Lớp này lớp quả chiêm nhé các bác nhé. Quả này quả chiêm nhé, to hơn con chân cái rồi này. Đấy. Quả chiêm không tính, nhưng mà tính là tính cái lớp mùa kia cả, nó lên ở phía trên kia cả. Đó, cái quả nó ra rất là nhiều. Đấy. Đấy, còn phía dưới kia nữa thì em không đi xuống nữa nhé. Dưới của hàng xóm rất là nhiều luôn. Gọi là mênh mông và bạt ngàn các bác ạ. Đấy.
thì đầu tiên nó là hoa và quả nhé. Thứ ba nữa là và lá thì em vừa chia sẻ với anh chị nhé, nó vàng nó rụng bình thường. Bây giờ thì đến cái việc mà liền lạc của gốc nữa nhé. Đây liền này, cái này là có sâu nó đục này các bác này, sâu nó đục thân này. Đấy các anh chị phun thuốc nội hấp xông hơi mạnh nhé, không là nó sẽ kém chỗ này này. Đây còn chỗ này nó đã liền rồi này. Đây đấy, non má lựa nó đẩy lên là liền này, một số là liền này, bên phía bên này là liền rồi nhé, chỗ này là gần liền này đó. Đây, anh chị nhìn này, khoanh là khoanh đứt hết nhé. Đây nó đẩy xuống đây, nó kéo lên nó liền hết đây, anh chị nhìn thấy chưa? Đây nó liền hết đây, nó liền ra liền vỏ hết đây đó. Đây thì đương nhiên sau một tháng khoanh thì tổng kết lại đó là gì, là hoa ra rất nhiều, cây chưa hồi phục, lá vàng rụng nhiều các anh chị nhé. Đây lá vàng rụng nhiều này, cả nó không làm sao đâu các bác nhé, trừ khi là nó kiểu nó vàng toàn bộ cây thì không nói, chứ nó vàng một chút gốc này, cả nó không sao cả. Thứ ba là cây lá trên đỉnh ngọn của nó cũng nhỉ, vẫn chưa hồi phục xanh cũng nhỉ. Hồi phục xanh là khi lá nó phải xanh xanh như cái màu kia, các anh chị nhìn thấy chưa, lá nó xanh như cây mấy cây kìa đó. Mấy cây kia là mấy bác cái không khoanh, nhà này là nhà không khoanh này các bác này, nhà hàng xóm này không khoanh này đó, nhà hàng xóm nhà em này không khoanh này. Đấy đấy thì tóm lại là như em vừa chia sẻ thì có người khoanh người không, đúng nhỉ. Đấy thì tùy theo kinh nghiệm, tùy theo cách làm thôi, bởi vì ở chỗ em này thì nhà nào cũng trồng táo, nhà nào cũng làm táo. Đấy thì đương nhiên là mỗi người mỗi kinh nghiệm, người bón phân này người bón phân kia, người làm thế này người làm thế kia, đấy thì tùy thôi, chứ cũng không phải là cứ phải theo một cái quy trình, một cái công thức nào cả. Đấy thì người không khoanh vẫn thắng lợi, đúng nhỉ, người khoanh thì cũng chưa chắc đã thắng. Đấy thì tùy thôi, tóm lại là cách vận dụng và làm theo kinh nghiệm hàng năm của mỗi người thôi. Nhưng mà với tỷ lệ ở đây thì khoảng tầm 90% hoặc đến 95-98% sẽ khoanh các anh chị nhé. Đấy, tức là ở chỗ nhà em là như vậy. Để các anh chị hình dung là cách làm như thế nhé. Đấy thì ở trong cái clip sáng ngày mùng 1 tháng 7 2021 mùng 1 âm ấy. Đấy thì tháng này là tháng Ngâu, hay là tháng gọi là giống như anh chị em chúng ta chia sẻ là cái tháng nó gì nhỉ? Vòng xá tội vong nhân nhỉ, đúng không? Đúng cái tháng mà tháng Ngâu, rồi những cái tháng mà giống như là cái tháng mà nó không may mắn ấy. Bà con anh em chúng ta cũng không tổ chức cưới xin thì cái tháng này này, tháng chia ly, tháng nọ tháng kia đấy, thì thôi cứ chúc chúng ta an toàn các bác nhé, an toàn rồi mạnh khỏe, rồi thì nếu mà hết dịch dã rồi thì chúng ta tập trung vào làm việc nhé. Các bác mà thực hiện ở các nơi khác mà thực hiện theo chỉ thị 16 ấy, thì thực hiện nghiêm túc nhé, để an toàn, thế thôi. Bây giờ nói chung là an toàn là trên hết, đúng không ạ? Còn này, mấy ngày hôm nay thì em vẫn gửi thứ nhất là thuốc gọi là phân hóa mầm hoa này, đấy, rồi những cái thuốc đặc trị cho bệnh cho táo cho các anh chị em ở trong Nam ngoài Bắc nhé. Thì một số anh chị em cũng điện ra và cũng nhắn tin, đúng không nhỉ? Tuy nhiên là địa chỉ của các anh mà đang thực hiện chỉ thị 16 giãn cách ấy, thì các anh cũng ra nhận được, đúng không nhỉ? Cũng không lấy được. Đấy, thì như là anh này ở Rạch Giá Kiên Giang ấy, đấy, thuốc vào đến nơi rồi nhưng mà anh không qua chốt được nên là thuốc lại hoàn, đúng không nhỉ? Còn thì các anh chị em khác thì cũng đã nhận được rồi. Đấy thì cũng xin cảm ơn chia sẻ, cảm ơn cái sự ủng hộ cũng như là các anh chị em cũng đã nhờ giúp, thì em đã mua giúp để gửi cho các anh chị em để các anh chị em hy vọng là thành công. Đấy thì trong cái clip buổi sáng ngày hôm nay thì em cũng xin chia sẻ một chút là sau một tháng, đấy, xin nhắc lại là sau một tháng khoanh, đúng không nhỉ? Từ mùng 1 tháng 6 âm lịch là khoanh, thì hôm nay mùng 1 tháng 7 thì cây cũng đã hoa, thì anh chị đã thấy đấy nhỉ, hoa đấy nhỉ, đấy, hoa nó cũng ra đồng loạt rất là nhiều, quả cũng đã bắt đầu có nhé, lớp quả đầu. Đấy thì đương nhiên là đến thời điểm này là cảm thấy là nó ok các bác nhé. Thì em cũng xin chào, cảm ơn anh chị đã theo dõi, chúc anh chị sức khỏe, hẹn gặp lại các anh chị ở các clip tiếp theo. Và bây giờ thì em sẽ tiếp tục vào công việc buổi sáng đây nhỉ, đó là cắt mầm, cắt những cái mầm rồi thì tỉa bớt cành, đúng nhỉ, và cắt một số cành để ở cành phía dưới, đúng không nhỉ, để tiếp tục ghép cây táo giống nhé các anh chị nhé. Em xin hẹn gặp lại các anh chị ở clip tiếp theo, cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Các anh chị cứ theo dõi xem vụ táo năm nay xem là lượng quả ra thế nào nhé, và chỉ đặc biệt là lo là an toàn để tiêu thụ được thôi các bác nhé. Tức là an toàn nó là gì, là các thành phố, các hoạt động kinh tế sản xuất trở lại bình thường đấy, đấy để cái việc lưu thông hoa quả được diễn ra thì bà con chúng anh em chúng em mới gọi là có thu nhập, chứ còn không là cũng rất là lo lắng. Đó, thì em xin hẹn gặp lại các anh chị ở các clip tiếp theo. Cảm ơn các anh chị.